Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh sách của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đọc về cuốn sách Enormous, Tesla, Space và Sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng. Và trong video lần trước thì mình đã review qua một chút về chương số 1, 2, 3, 4. Và trong 100 trang sách đó thì mình đã giới thiệu các bạn về nội dung của 100 trang sách này, một số những cái bài học chiến lược, một số những cái bài học mà mình rút ra cho bản thân của mình và một số những ứng dụng. Và trong cái buổi review ngày nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với concept như vậy, 100 trang sách, và cùng nhau nói về một chút về nội dung 100 trang sách này, tìm ra một số chiến lược marketing, kinh doanh, tài chính, một số chiến lược quản trị khác nếu có. Và một phần nữa cực kỳ quan trọng là chúng ta sẽ tìm ra những bài học mà sau khi mình đọc hết 100 trang sách này và một số cảm nhận của mình sau 100 trang sách này, và hy vọng là một số bài học đó mình sẽ áp dụng được nó vào trong cuộc sống như trong công việc của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi review sách ngày hôm nay nhé. Và nội dung 100 trang sách ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu từ chương số 5. Và chương số 5 là một chương mà chúng ta sẽ được tìm hiểu về cách mà Elon Musk xây dựng ra một cái công ty hiện tại là công ty thanh toán trực tuyến lớn nhất thế giới. Một trong những công ty lớn nhất thế giới đó chính là công ty PayPal. Cách mà Elon Musk tạo ra, rồi chúng ta sẽ lướt nhanh qua một chút về cái mục tiêu mà cực kỳ Elon Musk thôi thúc mơ ước từ nhỏ đến lớn, đó chính là mục tiêu chinh phục không gian. Và Elon Musk đã tạo ra một công ty đó tên là Space, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của nó. Công ty thứ hai sau khi công ty Zip mà Elon Musk bán cho Compaq thì Elon Musk đã dành tiền và ông đã đi học. Ông cái trong khoảng thời gian mà ông thực tập tại ngân hàng, ông đã có một chút hiểu biết về lĩnh vực tài chính, và đến đây thì ông tìm ra được rất nhiều những cái cách mà có thể kinh doanh từ việc tài chính. Cụ thể nó là một cái ý tưởng sáng tạo ở chính là việc và Elon Musk để hưởng chênh lệch ở những cái phần lần mà Mỹ đang cho thu mua cái trái phiếu chuyển đổi từ các cho vay cho nợ các nước khác. Và nhất là sau khi bán được Zip 2 với số tiền của mình đâu đó khoảng hơn 22, và khi đó ông 27 tuổi và ông có trong tay là 22 triệu đô la, là một con số tiền khá là lớn. Và Elon Musk được biết đến là một trong những triệu phú khá nổi tiếng và trẻ tuổi. Và Elon Musk đã đổ một phần tiền của mình vào trong việc đầu tư và công ty x.com, hay là còn đọc là x.com. Và công ty x này thì làm việc trong lĩnh vực đó chính là thanh toán cho các khách hàng của mình qua email hoặc là qua những cái cổng thanh toán điện tử. Và lúc này thì không phải là x không có đối thủ nào cả trong thị trường. Trên thị trường thực tế thì x có một công ty đó là Confinity cũng làm việc ở trong cái lĩnh vực đó, nhưng Confinity là một vấn đề, đó chính là họ không có đủ duy trì cho toàn bộ những hợp đồng của mình, bởi vì họ cần phải trả 999 đô la trên một khách hàng, nên là cái tiềm lực tài chính của Confinity lúc đó không đáp ứng được. Còn công ty X vẫn còn có nguồn tiền khá dư dả và có một thương vụ cực kỳ lớn đó. Giữa hai cái công ty này đã hình thành với nhau, đó chính là Confinity và X sáp nhập với nhau. Và đến tháng 3 năm 2000 thì chính thức Confinity và X sáp nhập và lấy tên công ty là X, và có một Elon Musk là một cổ đông lớn nhất và Elon Musk tạm giữ chức điều hành của công ty. Nhưng đến cuối năm đó thì có một cuộc đảo chính diễn ra, đó chính là một nhóm nhỏ của những người X bàn nhau làm thế nào để có thể tống khứ Elon Musk đi và quyết định là sẽ và họ lôi kéo hội đồng quản trị của công ty X tìm một người tên là Peter Thiel về làm CEO của công ty X. Và thực tế lúc này thì Elon Musk không biết, bởi vì Elon Musk đang trong quá trình, đó chính là sau khi cuộc hôn nhân thì ông chưa có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật, thì ông và vợ của ông là Justine Lee đã đi hưởng tuần trăng mật. Thì lúc này thì khi Elon Musk biết chuyện thì ngay lập tức bay về và phản, nhưng mà mọi chuyện thì đã được hội đồng quản trị thông qua và Elon Musk thì đã bị mất chức điều hành CEO. Và lúc này thì hội đồng quản trị cũng như X thông qua việc đó đổi tên công ty thành công ty PayPal. Nhưng thực tế thì Elon Musk thì vẫn giữ ở vai trò cố vấn PayPal, và Elon Musk đồng ý và sẽ vẫn tiếp tục rót thêm vốn vào cho PayPal, khiến ông trở thành một cổ đông lớn nhất. Và đến năm 2002, PayPal phát triển rất là mạnh, đến mức tập đoàn eBay lúc đó thì đã chính thức đã eBay đề nghị mua lại PayPal với mức giá không tưởng thời điểm đó là 1,5 tỷ đô. Đây là một con số rất lớn, và hội đồng thành viên quản trị đã đồng ý bán điều này, và chính thức Elon Musk thu về cho mình đó là 250 triệu đô thương vụ bán PayPal và là 180 triệu đô la sau thuế. Thì đã khiến Elon Musk đã có rất nhiều tiền để có thể đầu tư vào các
Và sau khi bán PayPal thì Elon Musk đã có một số lượng vốn khá để có thể là thành lập cho những cái ước mơ tương lai của mình. Và lúc này thì ông chính thức đã thành lập ra một công ty mới. Công ty này có tên đó chính là Space. Công ty Space làm hoạt động trong lĩnh vực không gian để có thể thỏa mãn những ước mơ của hồi nhỏ của Elon Musk, đó chính là chinh phục không gian. Và cụ thể thì Space đã làm việc, đó chính là họ tạo ra những động cơ tên lửa đẩy để có thể là vươn tới ngành hàng không vũ trụ. Và sứ mệnh của Space đề ra là chính là trở thành một hãng hàng không không gian, đó là Southwest Airlines. Và Space chạm có thể tự chế tạo động cơ rồi ký hợp đồng với các nhà cung cấp các bộ phận riêng của tên lửa. Và công ty sẽ tạo lợi thế lớn hơn cho đối thủ bằng cách là sản xuất một loại động cơ đốt rẻ hơn và tốt hơn. Và lúc này thì thực sự là khi Elon Musk tham gia vào cái lĩnh vực này thì rất nhiều những chuyên gia nghĩ sẽ họ có ý kiến rằng những người có tiền thì thường tham gia cái này là chỉ đốt hết tiền trong 1 đến 2 năm và không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng đối với Elon Musk thì khác, bởi vì Elon Musk biết nhìn xa trông rộng và là một người thực sự hiểu về công nghệ tên lửa. Và thực tế thì tất cả những cái kỹ sư tên lửa đã rất ấn tượng về cái tầm nhìn của Elon Musk. Và Elon Musk và công ty Space đã có rất là nhiều những cái phát minh và cải tiến mới cho động cơ tên lửa. Và thậm chí là đã đến năm 2005 thì ông đã đưa ra cái thông báo rằng 2005 sẽ quyết định là sẽ đẩy phóng thử tên lửa. Và thực tế thì đến tận năm 2007 thì họ mới có tên lửa đầu tiên là quả Falcon có thể là được phóng đi. Nhưng Falcon thì trong lần phóng đầu tiên thì ngay lập tức Falcon mới bay mất khoảng mấy giây thì Falcon phát nổ. Và điều này thì đã nhưng mà Elon Musk không hề nản lòng. Ông đã tiếp tục cho phóng quả tên lửa Falcon thứ hai, và đúng gần một năm sau Space lại phóng một quả thứ hai. Và quả buổi thử nghiệm tên lửa này diễn ra đã tưởng chừng như thành công khi bước một của buổi phóng đã hoàn toàn thành công. Nhưng mà khi tầng hai của tên lửa bay ra khỏi ngoài quỹ đạo thì nó rung lắc dữ dội, nó phát nổ. Và cái thất bại này đã khiến cho các kỹ sư cảm thấy là nó khá là chí mạng với mình. Và thời điểm đó thì cũng như là tài chính của Space thì còn có thể là phóng được 1 đến 2 quả nữa là hết. Và điều này thì thực tế thì vẫn không làm Elon Musk nản lòng. Và thất bại này dường như là chẳng thể che lấp được cái viễn cảnh mà Elon Musk đã đặt ra về tương lai. Và mọi người, mà cái phần tiếp theo có thể là sẽ ở trong cái phần trước khác, bởi mình đọc đến đấy là cuối chương số 6 rồi. Và một chút nữa thì đó là một số những nội dung mà mình đã đọc qua và mình muốn giới thiệu các bạn về nội dung 100 trang sách tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái phần chiến lược mà mình rút ra được. Phải nói chiến lược đầu tiên đó chính là về chiến lược sáng tạo sản phẩm. Và sáng tạo sản phẩm ở đây chính là động cơ đẩy của Muller. Muller là một trong những cái kỹ sư đã sáng chế ra cái động cơ đẩy mà có hiệu suất cao hơn những động cơ đẩy khác của quân đội rất là nhiều. Và ông đã gia nhập Space với vai trò là phó tướng của Elon Musk. Và cái chiến lược thứ hai mà mình tìm ra được đó chính là chiến lược sát nhập để mở rộng kinh doanh. Sát nhập mở rộng kinh doanh ở đây đấy chính là cái thương vụ giữa X và Confinity để có thể tạo ra và sát nhập vào với nhau. Và sau đó thì tạo ra công ty PayPal, và PayPal được định giá 1,5 tỷ khi mà họ bán lại cho eBay. Và cái chiến lược thứ ba nữa mình tìm thấy đó chính là chiến lược nhân sự xuất sắc. Thì PayPal là một cái tập thể mà đại diện cho những cái nhân tài tập hợp ở đó rất là nhiều. Ở đây có rất nhiều nhân tài về kinh doanh, về tài chính, về kỹ thuật. Và Space tuyển dụng nhân sự, và PayPal thì tuyển dụng nhân sự, và sau đó thì còn rất nhiều cái thành viên của PayPal đã trở thành những CEO nổi tiếng, với những CEO của YouTube chẳng hạn. Ngoài cách tuyển dụng nhân sự xuất sắc này, chiến lược nhân sự xuất sắc này còn có cả Space của Elon Musk nữa. Space của Elon Musk thì tuyển dụng nhân sự cực kỳ độc đáo. Ông đi vào các trường đại học và ông sử dụng cái PR công chúng của mình, dẫn đến mức là có rất nhiều những những kỹ sư, những chuyên gia họ có thể rời bỏ Boeing, có thể rời bỏ Airbus để có thể là chuyển sang bên đồng quân cho Space. Thì đó là một số những cái chiến lược mình đã rút ra. Một số bài học mình rút ra nữa. Bài học đầu tiên đó chính là sự tập trung. Bài học số 2 là sự kiên định. Bài học số 3 đó là về cái tầm nhìn. Bài học số 4 là về cái trước thời cơ. Bài học số 5 đó chính là sáng tạo. Đó là một số những cái bài học mình đã rút ra được. Trên đây là phần review của mình về 100 trang sách của cuốn sách Elon Musk, Tesla Space và một sứ mệnh tìm kiếm tương lai ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn các bạn đã nghe phần review của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào.